Rồi thì bác sĩ có chia sẻ về một sản phẩm rất là đặc biệt của Ambi với tên gọi là iBelieve. Vậy thì chị Phương có thể cho em mượn một hộp iBelieve để em có thể tận tay là đây, có thể xem sản phẩm này được không ạ? Đây ạ, chính là màu đẹp quá. Vâng ạ, cảm ơn chị. Quý vị thân mến, trên tay Hà Thu chính là sản phẩm iBelieve đến từ Ambi Việt Nam ạ. Vâng ạ, xin được mời ban tổ chức có thể giúp Hà Thu ạ, chúng ta sẽ zoom vào sản phẩm mới của Ambi Việt Nam. Xin được hỏi chị Phương ạ, Hà Thu được biết rằng là với công ty Ambi của chúng ta thì chủ yếu các sản phẩm là nhập khẩu từ Hàn Quốc đúng không ạ? Các sản phẩm về mỹ phẩm. Nhưng mà vì sao mà ngày hôm nay chúng ta lại có một cái sản phẩm đặc biệt như thế này gửi tới các quý vị khán giả ạ? Vừa nãy thì khi mà Hà Thu chưa tới thì chị Thúy Linh có đến trước chương trình khoảng nửa tiếng. Thì hai chị em cũng có ngồi và chia sẻ với nhau. Thì đúng như các bạn biết rằng là Ambi Việt Nam thì vừa mới ngày hôm qua đấy là Ambi sinh nhật 6 năm tuổi đấy. Thì thực sự là 6 năm nay và bắt đầu trên con đường bước sang năm thứ 7 thì Ambi hầu như là kinh doanh 100% đều là các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc. Và cái này thì nó cũng có rất là nhiều, đúng là khi mà mình có một cái duyên nào đó thì nó sẽ kết nối. Thì với cái công việc vào khoảng, chị Vương nhớ là vào khoảng cuối năm 2020, đầu 2021 thì bên tập đoàn LOB họ có tặng, họ cũng có tặng cho mình một cái sản phẩm. Và họ có nói rằng là hiện tại thì tập đoàn LOB họ đang xuất cái sản phẩm này rất là nhiều cho Nhật Bản và cho Trung Quốc. Hàn Quốc thì đương nhiên rồi, họ đã sử dụng. Thế thì cái thời điểm đó chị Vương cũng không để ý đến cái sản phẩm này đâu, bởi vì là chăm sóc đôi mắt thực sự là chưa ai nói với mình về cái điều này cả. Thế cho nên khi mà mình nhận cái món quà từ bác Lee Samre thì mình cũng không để ý tới nó. Đó. Tuy nhiên thì sau một cái thời gian, đúng là mình làm việc quá là nhiều, cũng có những lúc mà chị Vương rất hay bị mắc một cái bệnh, đó là các cụ bảo là bị lên lẹo mắt ấy. Rồi là đi chích này, rồi đi nhỏ và làm tất cả mọi thứ thì nó không đỡ. Không hiệu quả. Nhưng mà đến khi mình tìm ra cái nguyên nhân sâu xa, đó là mình bị khô mắt. Mình bị khô mắt, cái mắt của mình nó hoạt động nó quá cái tần suất. Và chính vì vậy nó làm cho đôi mắt của mình nó biểu hiện ra bên ngoài thành những cái lẹo như vậy, đó là bị viêm bờ mí mắt. Và thế bắt đầu chị Vương bắt đầu sử dụng. Đợt đó thì bác Lee Samre bác có tặng cho chị là 5 chai. 5 chai đó, và sau đó là mình sử dụng. Và thực sự là trong một quá trình mình sử dụng thì mình thấy rằng là mắt của mình được ẩm ướt này, được dưỡng ẩm này, và cái triệu chứng là bị khô này hoặc là bị lẹo này, bị viêm bờ mi gần như là nó không còn nữa. Và mình thấy cái sản phẩm này nó hay quá. Đó. Sau đó thì chị Phương mới nghĩ rằng ồ, tại sao một cái sản phẩm tốt như vậy mà mình lại không chia sẻ với mọi người, trong khi đây là một cái nhu cầu chị Phương nghĩ là nó không phải là của riêng chị nữa rồi. Mà trước tiên là chị Phương cũng chưa nghĩ đến cái việc là mình kinh doanh đâu, mà mình đầu tiên là mình phục vụ cho nhân viên công ty, cho các con của mình, cho gia đình của mình và cho đội ngũ của Army Việt Nam. Bởi vì các chị em bây giờ là công nghệ gọi là thương mại di động mà. Đã, thường xuyên là cái thời gian làm việc bên cái điện thoại chắc là còn nhiều hơn cả bên chồng bên con luôn. Cho nên mình nghĩ rằng nếu như mà mình thành công mà mình mất đi sức khỏe, mình mất đi thời gian, mình mất đi đôi mắt, mình mất đi nhiều thứ thì cái sự thành công đấy nó chẳng có giá trị gì hết, đúng không ạ? Thế cho nên là gì? Phương quyết định đó là tìm hiểu sâu thêm về cái sản phẩm này. Đó, và khi mà Phương nghe nói là tại sao một sản phẩm mà họ xuất rất nhiều đi Nhật Bản, họ xuất rất nhiều đi Hàn Quốc, họ xuất rất nhiều đi Trung Quốc, mà Nhật Bản và Hàn Quốc hay Trung Quốc thì đều là những cái thị trường họ rất quan tâm tới sức khỏe. Và họ rất quan tâm tới một cái sự phát triển bền vững. Và chính vì vậy mình nghĩ rằng là người ta có nhu cầu kiểu gì mình cũng có nhu cầu. Và khi mà tìm hiểu thì bắt đầu rằng là từ tháng 4 năm 2021 đến đúng tháng 4 năm 2022 tròn một năm thì bắt đầu mình vừa tìm hiểu và mình vừa hoàn thiện tất cả những cái hồ sơ giấy tờ. Bởi vì cái này thì vừa nãy chị Vương cũng chia sẻ với cả bác sĩ Linh ấy, nó không phải là mỹ phẩm. Vâng. Mà nó là một trang thiết bị y tế. Đó, và là một trang thiết bị y tế, tức là cái mà mình thoa lên mặt thì có thể là cái điều kiện kiểm soát nó cũng đã cao rồi. Những thứ mà mình ăn vào trong người hay là mình nhỏ vào trong mắt thì bộ y tế nhà mình kiểm soát rất là chặt. Cho nên thực sự là cái bộ hồ sơ này chỉ vừa mất đúng một năm thì mới hoàn thiện được nó. Những cái bộ hồ sơ khác thì có thể là chỉ trong khoảng 45 ngày thôi là mình đã có một cái giấy cấp phép rồi khi mà mình hoàn thiện. Nhưng mà đây là một năm thì đủ hiểu rằng là Việt Nam nhà mình, các bộ ban ngành mình cũng rất là quan tâm và rất là sát sao, đưa ra tiêu chuẩn rất là cao. Và cũng là thật là may là tập đoàn LOB họ cũng đã có 35 năm trong cái kinh nghiệm sản xuất dược mỹ phẩm của họ. Và đến bây giờ thì khi mà họ đã xuất ra đủ tiêu chuẩn để xuất sang Nhật, xuất sang Trung Quốc hay xuất sang Hàn Quốc thì chắc chắn là đủ Việt Nam mình cũng, họ cũng hoàn toàn đủ cái tiêu chuẩn đó. Và chính vì vậy mà khi
đưa cái sản phẩm này về đây, chị Phương rất cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình cũng đến từ cái trải nghiệm của chính mình và để chia sẻ cho tất cả mọi người. Cho nên ngày hôm nay thì chị Phương cũng vừa nói chuyện bác sĩ Linh, chị Phương cũng rất là mong muốn đó là thông qua một cái sức mạnh của truyền thông, của MC, hay là thông qua sức mạnh của những người chuyên gia, tức là thực sự là như bác sĩ Linh đã có cái kinh nghiệm và đã có kiến thức rất là chuyên sâu, thì sẽ mang tới một cái tiếng nói khách quan, và đồng thời mang tới không chỉ là một cái chia sẻ mang cá nhân nữa, mà nó sẽ là một cái chia sẻ trên một cái gì, một cái sự chuyên gia ở đây rồi, để mọi người hoàn toàn là yên tâm. Và chị Vương cũng rất là muốn để là gì, dấy lên một cái ý thức đó là phải bảo vệ và chăm sóc cho đôi mắt của chính mình, thực sự là cái cửa sổ tâm hồn đẹp nhất. Thì đó chính là cái lý do mà Anbi quyết định đó là gì, mình mang một cái sản phẩm đó là chăm sóc đôi mắt kết hợp với chăm sóc làn da, để chị em của chúng ta thực sự là khỏe mạnh từ trong ra ngoài, từ tâm hồn cho đến gọi là gì ạ, thể chất. Thú thật là khi mà nghe chị Phương chia sẻ như vậy thì chính bản thân của Hà Thu cũng mong muốn là sẽ có cơ hội để trải nghiệm sản phẩm này.